Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Trời ơi, mình vừa mới mất điện xong một cơn mưa rất là lớn. Và sau những ngày mùa khô cho nên là bây giờ mới xuất hiện một cơn mưa. Mà mưa thì mưa đầu mùa nó khá là độc và cho nên là mình cũng bị ảnh hưởng khá là nhiều. Nhất là vấn đề mạng với điện các bạn. Gió vừa nổi lên phát là cúp điện luôn. Cho nên là hôm nay mình sẽ chơi Rimwick. Chạy đi đâu? Bây giờ thì survival nó rất là thông minh và không dễ ăn tê đô sốc như ngày xưa đâu. Cho nên là chơi Rimwick thì các bạn cần phải tỉnh táo và có một chút gì đó gọi là tạo hầu trước đi các bạn ơi. Tạo hầu trước để mình xem mình bắt được bạn lính thuê hay không. Nếu như mà mình không bắt được thì mình sẽ chuyển sang con mồi khác cho nhanh nha các bạn. Rất là tỉnh, rất là xoay cam và rất là này nọ cho nên là mình không thể ăn được bạn ấy rồi. Ok, mình sẽ mang hầu đây chặn đường. Đây cơ mà. Chạy đi đâu. Ui, tốc biến hụt rồi. Thôi mình sẽ chuyển sang con mồi khác thôi. Đổi lính thuê cơ mà tới Tết. Mới có điện xong cho nên là bây giờ thì mình mới chơi được một trận đấu cho bạn cùng xem. Tối mù tối mịt vào. Đâu rồi, đây. Dancer, giết tạm Dancer cũng được. chết rồi, tưởng tới đồ sốc chứ. Rồi, một đòn. Ai da. Hơi bị căng nha. Mình chưa làm gì đã nổ hết được hai máy rồi. Đây là một trận đấu hạng các bạn ạ. Một trận đấu hạng. Mình đang phải bật 3G lên để chơi cho các bạn cùng xem. Chứ nếu như mà không chơi tối nay thì ngày mai, trưa ngày mai mình sẽ không có clip đấu hạng cho các bạn cùng coi được. Ô, tiên tri lạc lối này. Tiên tri bạn làm cái gì ở đây vậy? Trời ơi. Tầm đánh của Rimwick rất là ngắn cho nên là đôi khi đánh hitbox qua những cái ván thì các bạn thấy nó khá là ảo. Nhưng mà đánh kiểu đối diện trực tiếp thì nó chán gì đâu luôn. Đấy, chúng ta lại gặp luôn cả lính thuê. Rất nhanh, rất nguy hiểm mà chúng ta thịt luôn Dancer. Hai thanh niên này mình đoán là chắc là đang tự heo với nhau hoặc là tự xóa hầu với nhau đây. Nhưng mà rất là tiếc mình gặp ngay chỗ này. Ai da. Có kẻ hầu đây chặn đường. Ok. Chỉ trong một tích tắc chúng ta ăn được hai mạng rất là tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ đổi lại kẻ hầu 2 cho đi qua vòng tròn đỏ. Để nó sẽ đi theo bạn lính thuê nha các bạn ơi. Rồi. Gục luôn nhà tiên tri đâu. Rất nhanh, rất nguy hiểm luôn. Cho nên là khi mà kẻ hầu của Rimwick quá nhiều trên một cái map thì các bạn thấy tầm kiểm soát bản đồ rất là sướng và truy đuổi nó cũng khá là nhẹ nhàng luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ cho lính thuê lên ghế và tiếp theo sẽ là nhà tiên tri. Các bạn để ý nha, nữ vũ công là kẻ hầu 1, lính thuê kẻ hầu 2, chủ tế kẻ hầu 3 và tiên tri kẻ hầu 4. Các bạn cứ nhớ 5 vị trí kẻ hầu này cho mình và xoay một cách nhuần nhuyễn nhé. Các bạn xoay nhanh thì các bạn sẽ có một cái tinh thần gọi là kiểm soát trận đấu nhanh hơn. Chứ bây giờ mò rất là khó chịu đấy. Này, cứu này. Ở lại đây, ở lại không được chạy. Đúng rồi. Auto chết kẻ hầu đây, mình không quên, mình không chịu đổi để mình đánh lính thuê. Phí quá. Biết quả đấy mình đuổi là được rồi. Ok, mình quay lại kiểm tra kẻ hầu 4. À, cứu nhau. Rất nhanh nhá, rất là nhanh. Nếu như các bạn xoay mò là tụi nó đã cứu được nhau rồi đấy. Cho một kẻ hầu nữa. Rồi. Mình mua Rimwick về và phải tập chơi khoảng hơn một tháng trời. Xem những cái channel của Chopo Miki lẫn cả Bruno. Bruno bây giờ thì anh ấy toàn là chơi trên PC không à. Cảm giác nó không có thân thuộc bằng màn hình điện thoại cho nên là dạo này mình cũng ít xem.
toàn lục lại những video cũ của Mickey thôi. Ok, mình đuổi nữ chủ tế. Ô, có chim luôn. Và các bạn lưu ý một điều, đó chính là khi mà các bạn đánh nhà tiên tri mà có chim thì lập tức cũng mất hầu luôn nhé. Mất chim, mất luôn hầu. Trời ơi. Trong khi ông tiên tri chả bị sao. Tức dễ sợ. Lật ván chỗ này là sai rồi. Rồi, mình sẽ để con hầu đây để canh lính thuê. Cố gắng giết 4 để cho trận đấu nó căng thẳng một chút. Nếu mà thoát hầm nữa thì thôi. Còn 2 máy mà tình hình trận đấu như thế này mình thấy khá là ổn rồi. Còn ai nữa không? Đẩy cái hầu ra vòng tròn đỏ. À, thanh niên đã tự trị thương xong rồi. Xóa hầu của mình luôn đó chứ. Ghê thiệt, ghê thiệt. Để mình tặng bạn thêm một con hầu nữa cho bạn xóa mệt luôn. Ơi, nhanh thế. Trời ơi, người tính không bằng trời tính. Đây rồi. Cho bạn con hầu nữa này. Rồi, chúng ta sẽ lấy kẻ hầu này ra chặn đường lính thuê ở phía bên kia ngôi nhà. Và các bạn nên nhớ là kẻ hầu 2 là của lính thuê nhá. Hiện tại thì... Úi! Rồi, dính rồi. À, tiên tri đang sửa cái máy ở phía bên kia. À, được lắm. Tiên tri ở xung quanh đây thôi, nhưng mà mình không biết ở chỗ nào. Đây, để cái hầu ra, để cho nó đi theo mình. Không thì dùng dịch chuyển cũng được, tùy các bạn thôi. Miễn là nó đi qua vòng tròn đỏ là nó sẽ đi theo vật chủ mà được yểm lên. Tiên tri ở xung quanh đây thôi, nhưng mà không biết ở đâu. Cho xuống dưới hầm luôn đi. Rồi mình sẽ đi kiểm tra cái hầm. Thực sự ra thì chơi Rimwick, các bạn chơi nhuyễn tay á, cứng tay thì có cả cảm giác rất là sướng trong cái việc cam luôn. Dạo này thì cũng có rất là nhiều hunter, nó kiểu nó cam cũng rất là bá đạo, giống y như là mực này. Hề cũng ghê này, đúng không? Ông leo còn ghê bạo nữa, trời ơi. Rồi nhân vật gì nữa nhở? Crybaby đúng không? Bắn lửa hơi bị sướng luôn á. Rồi Gu Chang. Đó là những nhân vật mà mình thấy cam ghế cực kỳ ngon luôn. Jack cũng được. Nhưng mà Jack chém gió phải thơm bơ cơ. Dính nha bạn tiên tri. Để mình quay trở lại mình đi cam. Chỉ sợ mất dấu tiên tri thôi, bởi vì mình không có con hầu của tiên tri. Trời ơi. Đâu mất tiêu rồi ấy. Kìa. À, vẫn đam mê xóa hầu. Đến khổ luôn. Cứ xóa đi rồi mình tặng cho bạn thêm một con nữa. Đây, kẻ hầu của mình tới này. Kẻ hầu chính này. Đó. Ây da, thanh niên. Còn găng tay không? Xài nốt đi. Rồi, dính rồi. An tâm, an toàn rồi. Mình tiếp tục, mình đẩy kẻ hầu 2 ra ngoài vòng tròn đỏ để lát nữa để đi theo lính thuê. Mình đỡ phải di chuyển nó khi mà lính thuê quá xa con kẻ hầu. Các bạn phải lưu ý cái mẹo này nhá. Giờ mình cũng không biết là nhà tiên tri đang ở đâu cơ. Cái tai này. Ủa đâu rồi? Cái tai vừa mới ở đây xong. Trời ơi, chán ghê.
đâu nhờ. Cái hầm ở chắc chắn ở ngay cái khu nhà nhỏ thôi, không ở đâu xa hết. Mình ở đấy mình cam luôn cho nó tiện. Cái tai này không biết lính thuê đang ở đâu. Đây, cái hầm đây rồi. Ủa, mất tai rồi. Tiên tri đang ở đâu ta? Tiên tri ở đâu thế? Cứ tơi lưới trong tim tôi chẳng nhớ đường về. Bạn đâu rồi? Trời ơi, ra đây nhảy luôn đi, còn chờ gì nữa. Đâu ấy nhở? Trời. Bực bội ghê. À kia, nổ kia rồi. Chắc là cũng đang kiếm hầm đây. Ủa, mình nhớ là có cái tai vừa mới xuất hiện đó. Xong cái hầm ngay gần bạn ấy mà bạn ấy không biết là ta. Khó hiểu. Đây rồi, một đàn quạ xinh xinh. Xà. Rồi, kẻ hầu mình đang đến kìa. Nhắm lầm lại chị em tao không? Đây. Hầu mình đây. Này, chạy được không? Ui. Chạy được không các bạn ơi? Đầu hàng đi trước khi mọi điều tồi tệ hơn. Chỉ tiếc là Survival không thấy được hình thể thật của chị Rimwick thôi. Chứ nếu mà thấy hết là mấy người chạy hết, lấy đâu ra mà tạo kẻ hầu nữa. Có lẽ là mình sắp hết 3G hay sao, để mình kiểm tra lại. Và có lẽ là mình sẽ kết thúc trận đấu ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trận đấu lần sau. Và nhớ ủng hộ channel của mình nhé. Trời ơi, đi rank vui vui vậy thôi. Chứ muốn lên cọp lắm nhưng mà lười. Một ngày mình đánh có 3 trận cầu à, để lấy cầu thôi.